Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Sáng sớm 6 tháng 11, đứng giữa gia đình và các phụ tá, ông Trump phát biểu, đây thực sự sẽ là một thời đại hoàng kim cho nước Mỹ. Đây là một chiến thắng vĩ đại giúp chúng ta đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng sôi nổi, ông Trump đã cảm ơn vợ ông, cảm ơn liên danh tranh cử J.D. Vance, cũng như người dân Mỹ vì đã bầu ông trở lại nắm quyền. Ông nói, chiến thắng về phiếu phổ thông thật tuyệt vời. Có một cảm giác yêu thương rất lớn trong căn phòng rộng lớn này. Tôi muốn cảm ơn hàng triệu người dân Mỹ vì đã xuất hiện với số lượng kỷ lục và mang đến chiến thắng này. Chúng tôi sẽ đền đáp và làm hết sức mình. Chúng tôi sẽ thay đổi mọi thứ. Đây sẽ được ghi nhớ như ngày mà người dân Mỹ lấy lại quyền kiểm soát đất nước. Theo ông Trump, Chúa đã giữ mạng sống cho ông là có lý do. Ông phát biểu, lý do đó là để cứu đất nước của chúng ta và khôi phục lại sự vĩ đại của nước Mỹ. Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh đó cùng nhau. Đã đến lúc đặt những chia rẽ của 4 năm qua lại phía sau. Thành công sẽ mang chúng ta đến gần nhau hơn. Chúng ta phải đặt nước Mỹ lên hàng đầu, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Chúng ta phải làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại và đầy tự hào. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng. Tương lai của chúng ta sẽ an toàn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bài phát biểu diễn ra sau khi ông giành được hơn 270 phiếu đại cử tri, đủ để trở thành tổng thống. Như vậy, ông đã đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong một cuộc bầu cử tổng thống đầy kịch tính. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng các phương tiện truyền thông đã sớm gọi tên ông Trump là người chiến thắng sau khi ông có những thắng lợi tại các bang chiến trường quan trọng. Đảng Cộng Hòa cũng đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ từ tay Đảng Dân Chủ. Trước đó, trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ông Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại tất cả 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ông đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Dự kiến, các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ có tác động lớn đến chính sách thương mại của Mỹ và các vấn đề khí hậu, xe điện, nhập cư bất hợp pháp cho đến cuộc xung đột ở Ukraine. Dưới đây là một số chính sách mà ông Trump đã tuyên bố sẽ theo đuổi khi ông đắc cử. Trên thực tế, một số đề xuất của ông cần được Quốc hội Mỹ chấp thuận, áp thuế quan với hàng ngoại. Từ đẹp nhất với tôi là thuế quan, ông Trump từng tuyên bố như vậy và coi đây là nguồn doanh thu cho chính phủ Mỹ. Ông Trump đã tuyên bố áp mức thuế từ 10% trở lên với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ nhằm xóa bỏ thâm hụt thương mại. Dù vậy, nhiều người cho rằng chính sách này chỉ khiến giá cả leo thang và gây bất ổn kinh tế toàn cầu. Ông cũng dọa sẽ áp thuế lên tới 200% với xe nhập khẩu và quyết tâm ngăn chặn ô tô từ Mexico tràn vào Mỹ, trục xuất người nhập cư trái phép. Ông Trump cũng cam kết tái áp dụng các chính sách trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng, nhắm vào những người vượt biên trái phép và thực hiện các hạn chế mới. Ông tuyên bố sẽ hạn chế quyền tiếp cận tị nạn tại biên giới Mỹ, Mexico và tiến hành chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời nói sẽ sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia và cả quân đội liên bang nếu cần thiết để đạt được mục tiêu. Tương tự, ông sẽ tìm cách chấm dứt việc cấp quốc tịch tự động đối với trẻ em sinh ra ở Mỹ có bố mẹ là người nhập cư bất hợp pháp. Khai thác nhiên liệu hóa thạch, ông Trump cam kết tăng cường sản lượng nhiên liệu hóa thạch bằng nới lỏng quy trình cấp phép khoan dầu và khuyến khích xây các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Ông nói sẽ một lần nữa giúp Mỹ khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ việc tăng sản xuất năng lượng hạt nhân. Ông cũng sẽ xóa bỏ các quy định về xe điện và các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giảm phát thải từ ô tô. Ông Trump lập luận rằng Mỹ cần có khả năng thúc đẩy sản xuất năng lượng để cạnh tranh phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo, vốn tiêu thụ lượng lớn năng lượng. Giảm thuế, ông Trump đã hứa sẽ cắt giảm các quy định mà ông cho rằng cản trở tạo ra việc làm, cam kết giữ nguyên mức giảm thuế rộng rãi vào năm 2017 mà ông đã ký khi còn đương nhiệm. Đồng thời tuyên bố sẽ giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15% đối với các công ty sản xuất các sản phẩm của họ bên trong nước Mỹ. Ông cũng đề cập đến việc chấm dứt đánh thuế tiền tip và tiền làm thêm ngoài giờ để tạo điều kiện cho những người làm ngành dịch vụ, không đánh thuế hoặc không cắt giảm các khoản an sinh xã hội. Với tư cách là Tổng thống, ông nói không yêu cầu nhưng sẽ gây sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hạ lãi suất. Các nhà phân tích ngân sách đã cảnh báo rằng hàng loạt các đợt cắt giảm thuế sẽ làm tăng nợ liên bang. Bác, lệnh cấm phá thai. Lệnh cấm phá thai là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất kỳ bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Trump cho biết lệnh cấm phá thai của liên bang là không cần thiết và vấn đề này nên do các bang tự quyết định. Ông cũng ủng hộ các chính sách về thụ tinh trong ống nghiệm IF, biện pháp tránh thai và chăm sóc trước khi sinh. Kết thúc xung đột, ông Trump đã chỉ trích sự ủng hộ của Washington với Kiev trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tuyên bố sẽ kết thúc chiến sự trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Chưa rõ ông sẽ làm điều này như thế nào, nhưng ông đã gợi ý Ukraine có thể phải nhượng đất để đạt được thỏa thuận hòa bình và Ukraine liên tục bác bỏ ý tưởng này. Ông cũng nói rằng dưới thời của ông, Mỹ sẽ xem xét lại cơ bản mục đích và sứ mệnh của NATO. Ông Trump ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Gaza, nhưng cũng đã thúc giục Tel Aviv ngừng bắn. Theo hãng tin Reuters, ông Trump có thể sẽ tiếp tục chính sách cung cấp vũ khí cho Israel của chính quyền ông Biden. Đồng thời,
có khả năng tiếp tục thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, một nỗ lực mà ông đã thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ chấm dứt đau khổ và tàn phá ở Lebanon, dù không nói rõ sẽ làm thế nào. Ông Trump cũng đề xuất xây dựng một vòng sắt trên toàn bộ nước Mỹ, một lá chắn phòng thủ tên lửa tương tự như của Israel. Ông đã đưa ra ý tưởng gửi lực lượng vũ trang vào Mexico để chống lại các băng đảng buôn ma túy và sử dụng hải quân Mỹ để phong tỏa nhằm ngăn chặn việc buôn lậu fentanyl từ Mexico. Hàng hóa thế giới đứng trước áp lực giảm giá. Các mặt hàng từ dầu mỏ đến kim loại và ngũ cốc đều giảm giá trong ngày 6 tháng 11 do đồng USD mạnh lên khi các nhà đầu tư biết tin Trump chiến thắng. Giá dầu và đậu tương giảm khoảng 1,5%, trong khi kim loại đồng giảm hơn 2% trong phiên giao dịch châu Á do áp lực từ đà tăng của đồng USD. Kim loại quý, bao gồm vàng, giữ ổn định. Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Sasobank, cho biết đây là phản ứng ban đầu của thị trường hàng hóa đối với kết quả kiểm phiếu ở Mỹ và những kết quả sớm nghiêng về chiến thắng của ông Trump. Ông cũng đưa ra đánh giá nếu thế giới chứng kiến kịch bản Trump 2.0, nhiều khả năng sẽ có thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Điều này bất lợi cho kim loại vì Trung Quốc là nước tiêu thụ lớn đồng, quặng sắt và thép. Giá dầu giảm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế vì thuế quan không tốt cho nhu cầu toàn cầu nói chung. Ngành công nghiệp kim loại và thép của Trung Quốc có thể đối mặt với khó khăn một khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ông Trump đã cam kết áp thuế 60% lên hàng hóa Trung Quốc để thúc đẩy sản xuất trong nước. Trong khi đó, ông Gesin, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thép Lanzier nhận định giá thép Trung Quốc sẽ chịu áp lực giảm mạnh hơn và các nhà sản xuất thép trong nước có thể phải đối mặt với thua lỗ nghiêm trọng hơn. Điều này là do Trump sẽ quyết liệt hơn trong các biện pháp chống lại Trung Quốc. Nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn nếu chính quyền Trump thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ Iran. Nước hiện đang xuất khẩu khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày.